Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau với chúng tôi kiểm tra củ giống khoai tây trước khi chúng tôi đưa vào gieo hạt xuống giống. Đây là một cái củ khoai tây mà nó nảy mầm rồi, và đây chính là cái mầm của nó. Trông bên ngoài thường rất là khỏe mạnh, tất nhiên là củ khoai tây rất là nhiều mầm, đúng không? Và tất cả các mầm đây chúng ta có thể nhìn thấy các mầm con, mầm to. Nhưng mà khi chúng ta soi dưới kính hiển vi thì chúng ta phát hiện ra một số vấn đề. Ví dụ này, trước hết là nó bị rất nhiều nấm, nhiều loại nấm khi ở trong môi trường không khí. Như các bạn nhìn thấy đây, một cái nấm hình sợi màu đen. Cái nấm hình sợi màu đen này nó một loại nấm, nó tên là giống Zizopus, một dạng của nấm Zizopus, một sợi đen dạng như vậy, chứ không chính xác cái tên như vậy. Và đây này, bên trong cái mầm nó cũng xuất hiện những cái sợi nấm đã tiềm ẩn. Và một số nơi thì nấm nó ăn sâu vào chất lính thối và bề mặt biến dạng, khiến cho cái vỏ cái mầm này nó không còn được khỏe mạnh nữa. Và rõ ràng rằng là những cái mầm khác trông mình mắt thường thì rất khỏe mạnh, nhưng khi nhìn dưới kính hiển vi các bạn đã thấy rằng là các cái nấm này nó xâm nhập đến nỗi mà thâm đen rồi. Tất nhiên cây vẫn lên lá mầm, và sau này khi mà chúng ta xuống giống, tất nhiên là vào trời rất mát rồi nhé, chúng ta xuống giống thì cây vẫn lên cao, nó vẫn lên cao được khoảng độ 40 cm, sẽ lên cao như vậy. Nhưng mà khi đó bắt đầu nó bị thối ở gốc. Cho chúng ta trồng ở cái giá thể sạch sẽ đến đâu thì bắt đầu tiếp tục gây ra những điều đó, những ảnh hưởng về nó, và dần dần lá lên cũng là nó bị thối. Đấy, có những mầm nó sẽ bị thối ngay từ đầu đây, khi lớn lên sẽ bị nấm tấn công và thối. Cái loại nấm này rất phổ biến trong không khí, chúng phát tán trong không khí và chúng lơ lửng trong môi trường. Thông thường thì con người chúng ta vẫn phải hít phải những loại này, cho nên các bạn nhiều khi ấy, có nhiều người chẳng phải hút thuốc lá gì đâu mà sống trong môi trường tương đối sạch sẽ, mỗi tội là ẩm thấp thôi thì xuất hiện những loại nấm này. Và khi chúng ta hít phải cái số loại nấm thì chúng ta dần dần bị tích lũy bệnh, loại vi khuẩn có thể gây tấn công phổi chúng ta. Cái loại đó tôi chưa có kết luận gì, vì cái đó sẽ chờ những nhà khoa học tới đây sẽ làm việc với các giáo viên của phải thì sẽ nói với chúng ta về cái vấn đề nấm hại trong khí có tác hại như nào. Chúng ta so cái vỏ với củ khoai tây là tiềm ẩn cũng rất nhiều về nấm sợi này. Các bạn lưu ý rằng nấm là lơ lửng, các cái vi nấm là lơ lửng trong không trung, và khi gặp điều kiện dạng như là cellulo là thức ăn của chúng, là những cái cellulo được bảo quản rất tốt và có độ ẩm rất cao thì chúng sẽ tấn công và chúng sẽ ăn. Thực ra đó là một quá trình chuyển hóa tự nhiên, bởi vì có thức ăn đâu có thức ăn, chỗ nào có mật thì chỗ đó có ruồi, chỗ nào có thức ăn thì chỗ đấy sẽ có một cái nấm hoặc là một loại vi khuẩn tương ứng để xông vào và để tiêu hóa chúng. Thực ra tiêu hóa là để chuyển hóa chúng thành những cái dạng khác để tiếp tục quá trình vận động, quá trình chuyển hóa của vật chất mà thôi, của sinh giới, của vật chất, của vân 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 vân. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau nhiều cái cách mà chúng tôi lựa chọn cái giống khoai tây trước khi mà chúng ta đem ra gieo rồi chị ạ. Đây các bạn vẫn thấy những lá mầm sẵn sàng mọc lên, đấy, dẫn trôi mầm mọc lên, và chúng cũng tránh khỏi những cái vị trí mà bị nấm sợi trắng và nấm sợi đen, đấy. Và cũng khám phá ra được hình thù của một cái mầm trôi mầm của khoai tây nó sẽ như thế nào. Xin chào các bạn.